Ok, nên trước khi về video thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái shop ạc, đó chính là cái shop ạc acliungminh.vn, một cái shop mà bán ạc liên quân, liên minh hoặc là nạp RB quân huy tính cực kỳ rẻ luôn anh em. Và cái điều quan trọng nhất khi anh em mua shop ạc này á, đó chính là khi anh em muốn mua đúng không, anh em chỉ cần bấm vào đây đấy, anh em chỉ cần đây là bạn có mày giảm giá, click vào đây để nhận ngay ưu đãi này. Anh em bấm vào nhập mã chính là BU Sagi và áp dụng, anh em sẽ được giảm ngay 15% cho tất cả các ạc nha. Mong là anh em vào đây mua ủng hộ cho mình nha. Mình sẽ để link này ở phía dưới phần mô tả cũng như là bình luận mỗi video nha anh em. Ok, chúc anh em xem video vui vẻ. Hello tất cả anh em nha, và chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình là BuildSki đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại cái series mà BuildSki đến URF ở trên server Việt Nam nè anh em. Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại cái series đó và cùng vấn tướng đó chính là con Gravet này. Và là một cái build đồ và nó là được rất rất nhiều yêu cầu luôn anh em, đó chính là Gravet full app nha. Ê, Ash đi lạc à, đi lạc à, đi lạc à, mày nè. Lạ là bài, ôi bắn con thốn á nha. Tại vì lúc đầu mình mua kiếm dài anh em. Tại vì món lúc đầu mình tính hướng tới chính là cái kiếm súng hit test cho anh em, một cái món mà cho con Gravet một khả năng dùng đem sốc đem cực kỳ khủng bố luôn. Chuột này bị ngáo à, mới hút cần xong hả? Mày sao? Ok, mới đầu vô lượm được hai cái chuối rồi. Thơm á. Sao boss với Rickerton luôn nè anh em. Còn cái xấu này, làm thịt cá đi. Đó là ui, Ash nè, Ash dễ ăn hơn nè. Mày nè. Rồi, ok. Xin nha. Thơm rồi. 201 anh em, một khởi đầu quá là thuận lợi luôn. Này mà không xanh nữa thì hơi bị uổng nha, mà sao thằng ba nó FK rồi. Giờ chẳng lẽ mình phải đi top mình hả? Trời, đi top với hai con tướng lỗi chứ. Trời ơi, con Vladimir đúng lỗi luôn rồi, đi top nó cũng hơi căng đó nha. Mà không sao, mình ôm được. Chỉ là không biết chừng nào bạn ba bạn vô thôi, chứ hai đánh một cũng hơi căng á. Thì trận này mình lên mắt phép nha, em không biết trận này lên mắt phép được bao nhiêu đây, nhưng mà chắc chắn là không mạnh là không lấy tiền luôn nha anh em, cực kỳ mạnh luôn. Nói chung là URF mà chỉ cần chúng ta lên đồ mà có thể gây sát thương thôi là mạnh rồi. Và cái con này chiêu gây sát thương nhiều nhất trong sát thương phép anh em, đó chính là cái chiêu W, và chỉ có chiêu W là gây sát thương phép thôi, còn bao nhiêu kia là gây sát thương vật lý cả. Nên chúng ta tí nữa là chỉ cần bắn W thôi. Thì lúc đầu mình sẽ chưa nâng max W đâu anh em, mình sẽ nâng max W trước, cũng như là để dọn quá cũng như là lấy tí đam lúc đầu game. Còn về lay mà khi đủ đồ nâng max W lên là bắn là cú nào là chất lượng cú đó luôn, khỏi cần bắn thường luôn. Lay là chúng ta chỉ cần bắn W thôi, khỏi cần bắn thường luôn. Và nếu như anh em có ý tưởng như hay á, hãy đừng qua bình luận ở phía dưới nha, mình sẽ xem xét từ ý tưởng của anh em để mình làm nha anh em. Và nếu như anh em thích cái video này, hãy chắc chắn rằng nhớ để lại một like cũng như là bấm nút đăng ký để ủng hộ mình nha. Cảm ơn em rất nhiều, tại vì đó động lực rất là lớn để cho mình làm video đó anh em. Này muốn chơi mình kìa. Và nó được anh em phải bấm cái chuông em để nhận thông báo á. Đấy, nhận thông báo khi mà mình ra video mới á nha. Ok, liều 4 mà nói chung là đi 1 với 2 cũng thơm á. Mày ở đây ngáo à, chơi luôn anh em. Thấy gì quá nhẹ đi. Đấy, ôi tóc biến chạy luôn à, trời ơi nhục chưa. 2-1 mà không trùng cũng què, nhưng mà nghe con này thấy nó ngược sao quá anh em. Chấp hai cái nhẹ luôn, tại vì vờ lúc đầu nó còn khá là yếu, nó rồi bất ngờ vờ lúc đầu nó không được mạnh lắm anh em. Lúc đầu mình chơi được vờ mình cũng thấy nó yếu, và vờ nó mới mạnh lắm. Ok nha, gần hoàn thành xong cái kiếm súng hết tế rồi. Thì thật sự là mình chơi cái con nào mà lâm phép hay là từ đam lâm phép á, thì món đầu tiên mình phải lên đó chính là kiếm súng hit test này. Mình biết tại sao không? Tại vì món này là nó có hút máu phép, nó có đam lúc nhẹ nhẹ lúc đầu game nó cho mình chơi, cũng như là cái món này KS nó là cực kỳ đẻ luôn. Đó là cái lý do quan trọng nhất mà mình lên cái món rồi đó anh em. Rồi lên nó mất tiêu rồi. Ôi cuối cùng anh ba kết nối vào rồi. Uầy, 2-1 còn thắng, lột 1-2 còn thắng nữa. Giờ ông ba lên rồi, chơi luôn ba. Giờ mới level 1 à. Giờ mới level 1 à. Rồi sao?
Mày sao? Lên đây mày. Hồi kì tê 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 tê. Mệt ghê. Chơi luôn ba, đúng rồi, vào đánh luôn man. Vừa lại đâu được chơi mình kìa anh em. Đáo quá à. Ba mới level 1 rồi nên giờ chúng ta combo là có vẻ như là hơi bị lỗ á man. Nên đợi tí ba lên cấp 3, cấp 4 mà đánh sâu. Đủ skill mới đánh được. Đấy, W cũng thốn chưa. Mới có kiếm súng hết tết là lộn bên mới có cái súng hết tết rồi đó em. Mới có một chút phép rồi đó. Bạn có W là mình thấy nó cũng bị vô máu rồi. Lấy nhẹ mấy cái linh hồn liền. Tí nữa về lay đầu đen mà chúng mà hiện linh hồn trên cái đầu thôi là bắn W một phát là u đầu luôn em. Đây là xấu rồi nha. Đúng là đi 1 với 2 cũng có lợi nên mà lên cấp khá là nhanh. Giờ đánh là thắng nè. Giờ mình đánh là cái combo này được là thắng à. Mày nè. Mày nè, ngáo ngơ không mày. Giờ này luôn. Ok ok. Có 3 là khác ngay. Thấy không, 1 với 2 là chỉ ăn được một mạng thôi. Nhưng mà có 3 vô là đầu đen mày. Quất nhẹ hai mạng liền. Quá thơm rồi. Rồi về. Mua đồ ơi, 2.500 tiền rồi. Trời ơi, đúng là Gravit app anh em. Nó cũng có cái mạnh riêng của nó chứ. Tí nữa mình sẽ cho em có thử thấy cái sức mạnh và cái sự phải nói là sốc đem cực kỳ kinh khủng của con Gravit này đây mà. Ê, mua lộn đồ, mình nghĩ là mình phải lên cái song kiếm Tây Ương trước. Đấy, ok, song kiếm Tây Ương trước nha anh em. Vì chỉ cần cái kiếm súng nhất tết và cái song kiếm cơ mờ nó ương thôi thì chúng ta đã có thể một cái khả năng phải nói là sốc đem cực kỳ kinh khủng lúc đầu game rồi. Sốc đem mắc kinh luôn nha anh em, đừng có khinh thường cái combo này. Như mình đã nói là mình sẽ nâng mắt quy trước nha anh em, để mình dọn quá cũng như là lấy đem lúc đầu game chơi. Như là nâng mắt lư trước là ngu người luôn. Và lai đâu mất tiêu rồi, bạn ăn hành rồi bạn chạy đâu mất tiêu rồi, để một mình Grenade nhìn nhỏ bé trên top vậy. Thì nó mới lên luôn, đậu đen mày. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới luôn. Ủa đồng thế. Ok, chết không? Không chết rồi, cái đậu đen. Hẹp mi. Không cần cái xấu liền này. Ở đâu ra vậy? Đi boss xong đã mà lên top là sao man? Đi boss, ăn hành quá hả? Cay thì 2 với 2 không lại, phải rủ thêm một thằng nữa. Ngục ghê. Rồi, Sona bốc hơi luôn. Ôi, Sona bốc hơi luôn rồi. Đụng nhầm người rồi. Đụng nhầm người commander. Cái xấu này anh em, Garen với Vico không thấy à. Có vờ la nó kìa. Giết nó nè anh em. Có tôi, đánh đi. Tôi gần đây mấy lần phép mạnh lắm nha. Chơm kìa, nó đội chơm kìa. Đấy, phải thế. Xin nhận cái linh hồn nào. Ui, hay vậy. Cái xấu thì bây giờ mình ngã nó thôi em. Lúc đầu game thì kiểu như mình không thể hit and run được với cái build đồ này. Và bắn thường nó cũng không mạnh lắm. Nên lúc đầu mình hơi ngã thôi chứ về lay mình nói thiệt anh em luôn á. Chỉ cần lên mắc phép rồi là cái thằng Zamba, mấy cái thằng cái xấu này là một W mù cái bắn phải là chết luôn chứ. Giờ lúc đầu game thì ngã nó thiệt. Không quên. Ồ, xém chết rồi nồm ơi, xém chết rồi nồm ơi, về đây. Chơi ngu lấy thưởng à. Muốn về cũng chỗ chắc mắm rồi, lại đánh rồi. Ơ, sọt. Quá là xui cho thanh niên ba luôn, phải nói là một pha tính toán khá là ảo diệu từ vị trí của ba, nhưng mà đâu ra cái đòn đánh thường của người na. Đúng xui luôn. Anh em tin tôi con hai không? Ở đây mày nhóc con này. Trời ơi anh em. Nửa cây ít ỏi gì. Một cái combo đơn giản thôi, nửa cây và la anh em. Ỏi gì. Trời ơi, chú mít nè. Thằng Ash này giết người xong vẫn chưa về à. Xin nhẹ chuối nào đâu rồi. À không về luôn. Hí, cái thằng chuột đó kìa. Mày nè. Chạy đó. Ui nó lắc kìa. Ui, ảo thế nhờ.
chạy đông sâu rồi, chạy đông sâu rồi, ba kẻ tôi nữa chán ghê em ơi. Ui thằng Vale này nó có bồi thốn quá ta. Nó mới đụng nhẹ mình một phát rồi mà sắp mặt luôn rồi. Anh em đợi anh em, cái combat dữ quá anh em ơi. Ok mình sẽ lên rồi. Ôi ta. Ok nice, lên nào. 300 phép rồi anh em, làm tròn 300 phép rồi thì chúng ta có cái kiếm súng rồi, cái song kiếm rồi, sóc đam là mắc kinh luôn. Này đi đâu rồi, what the fuck. Mấy nó đây nè, mấy anh đại ơi, nói tên nè, hai đứa luôn nè. Ôi đây rồi, nó nè anh em rồi, mình còn không dám đánh luôn á. Đấy, bắn rò cái lá linh hồn. Ui thằng này bay nè, ai đây, là Loas. Nó rồi mà anh em lên cái kiếm súng hết tới là đẻ lắm, mình KS nó cũng hơi bị phê, nhưng mà rồi ra mấy lúc đầu game sắp đam rất là yếu nên là chúng ta cần phải cái có kiếm súng này chúng ta lấy nhẹ nhẹ vài cái mạng á. Rồi nó kìa, thằng cái sâu tới kìa. Ui mạnh á, phải đai. Oh shit. Cũng được, 1-1, thích thì nhất luôn. Thằng cái sáu này nó mạnh thế anh em. Quẩy đúng nhiệt luôn á. May mà chưa mất con rồng nha, may mà team nào chưa ăn rồng nào nha. Mất rồng là hơi căng á. Rồi đang xoáy rất là nhiệt luôn. Giết nó nè, bay lên nè. Đâu rồi, đâu rồi, đây, hello. Chạy đâu. Búp, 600 đồng luôn, này giết cũng được nhiều tiền đó nhờ. Khá đấy. Cái điều quan trọng nhất là phút 12 rồi anh em, team mình nó chưa ăn một con rồng nào luôn. Thôi từ từ ăn cũng được. Chỉ còn cái con chuột này. Đó kìa, nào bay kìa. Ok, xin nha. Thế nhưng Ash tính làm highlight à. Bắn rồi trước xong rồi bay ra đi chứ. Càng. Mày nè. Ở đây là mấy thằng sau rồi. Mang cái con này. Ui ngu rồi. Chuột anh em ơi, chuột mình ăn được. Màu đen. Xui thiệt. Ôi sao ông kia cũng có một đó tới. Ấy anh em thấy thật sự lợi hại của cái kiếm súng hết tết chưa, nó phải thế. Ở đây mày cân được nha. Ui nó lắc ảo. Ui chuột nữa rồi, xong rồi. Fuck, đâu ra xuất hiện những cái con chuột là vậy, móc lớp là giỏi rồi mày. Bốn món rồi nha anh em, ba món chủ đạo rồi, thì mình đang combat rồi. Đây là chuột đang bắn ngu rồi, trên mạng đếm số 3 là đang quạt và lại tốc biến chạy tiêu đốt không thành công ở lộn rồi, không thành công từ vị trí Sona A bay ra đây. Ba được theo tốc biến lên đánh thường có mạng như Sona A. Ash đã bay ra đang được về cốc đây, thằng cái xấu đang bật lên để quẩy ba và cũng như là Sona. Ê, I come in. Có tôi là tôi lo được hết. Rồi em sốc đam ghê đấy chứ. Giỡn. Ui thấy cái song kiếm chưa anh em, song kiếm xài skill song bắn thường cũng khá là thốn nha. Tóc biến chắc bóp rồi, mình không tóc biến lỡ khi nào tóc biến là nó chơi mình cũng mệt mỏi lắm anh em. Tóc biến chắc bóp rồng anh em ơi, phút 14 rồi nè, phút 14 mà chúng ta chưa đụng cho được rồng luôn nè. Rồng đê giờ không rồng thì chừng nào mới chịu rồng. 3 món nha, 3 món này là 3 món chính mà Gravit AB bắt buộc phải lên nha anh em, bắt buộc phải lên, không lên là mắc yếu luôn mà nó thì 3 món này là 3 món chủ đạo á. Rồi ngon, ơi thằng cái xấu nè, giờ mình solo nó được anh em, giờ mình không ngại nó luôn á, mình thề với nó luôn. Rồi đây, thấy không, bắn như cái máy điện nè. Lại đây, mày muốn gì, anh em thấy không, không cần Sona luôn mà nó thiệt luôn, mày đó không cần Sona mình vẫn ăn được. Bây giờ mình thể diều được rồi, mình mạnh rồi. Ui
Barcelona luôn. Nếu còn à, yếu mà ra gió mày, yếu mà ra gió hả, chạy đâu sau mày, yếu mà ra gió à, đậu đi mày. Ok ok, ê nào bay cơ, ui hên né ảo thế nhở, anh thấy không, thiên niên as là mấy cái quả vậy đói thiệt, thích làm highlight này mà, nhưng mà đời nó không cho phép, tại vì thiên niên nó quá yếu, định rờ ra mà bay ra cùng lúc để bắn á, ai ngờ mình né cũng hơi bị ảo nha. Lo nè, tôi lo nè, có rồi nè, của chúng nè mà, à thay bóng mày nè, cũng không chết. Ok suy nghĩ nha, này luôn, thằng này luôn mày nè, đang thấy chưa, W nó phải thế, W nó phải thế, ác nữa rồi, nó cũng được anh em, nó cũng giết được V-Cop kìa. Hay đó, Ring As bắn rồi chúng V-Cop bay ra giết được rồi anh em, ghê. Về đến mấy nội, ok 4 món nha, mình sẽ lên nốt cái ngọc phúc phép này luôn, là 5 món anh em xuống coi mình vẽ sắp mặt thằng cái xấu à. Ở đây mày chọn một W rồi, em thấy không, không biết muốn gì đây, của linh nè. Ô ô, nói chung là nó tiếp cận được mình là mình xong rồi. Mạnh quá đây, nó càng ghê quá, một đứa trời mà bốn đứa bắt mới được đó, khổ quá mà. Rồi 1000 phép rồi, và nếu như năm nay xem này mà chưa đa cho mình đó thì đừng quên đó là một nút like ủng hộ mình nha, cảm ơn anh em nhiều, một nút like cũng như là theo dõi nên thôi là động lực rất là lớn giúp mình rồi. Lên nè, lên nè, chúng ta đâu rồi, mình thấy thằng cờ đại đang phải người đá nha. Giờ món W là chất lượng lắm anh em, giờ cú W này là chất lượng cục cú đó luôn. Lên bắt nghiện thằng tàu quýt cái này mời. Hello tàu quýt. Trời W quá, what the, một W gần chết luôn man. Cái gì vậy, vì sao chơi mà W trong đây nó hồi chưa tới đầu đen mà 3 giây anh em, là W một phát cần chuột gần chết luôn rồi. Mắc ảo, thằng cái xấu đang bị lùa rồi, bay lại đánh. Ui, hồn quá, nửa cây mà nó cũng rời chết luôn. Nãy giờ không để ý nên, nhưng mà mình đã ăn được 20 stack rồi. Nói chung là giờ nó rất áp là cũng khá mạnh, nhưng mà cũng không phải mạnh quá. Nếu mà anh em lên đam bình thường thì nó vẫn mạnh hơn, nhưng mà thích thì nhích thôi. Lâm phép cũng phê mà, 999 phép, số phép khá là đẹp. Lên số có nào, anh em comment con combo con chuột nè. Ôi trúng rồi, không trúng rồi, W thì trúng á, nhưng mà backup, ui anh em thấy W không, ủa mắc thốn luôn em. Oh shit, cứ bắn solo là một cảm giác khá là mua người đối với Gravit app anh em, mà bắn không thường không có đam luôn, ta bắn solo với app thì cũng quyết định xăm lại rồi. Rồi đi mấy người anh em, đừng có bơi trụ mà, lại chơi cho vui, này mình căng á, mấy chủ làm gì, rồi đi mấy người anh em, về đi mấy người anh em. Rồi mọi người cứ tham bay vô 1-3 rồi, mà bị có năng cầm bồi ba đang quạt Sona tầm chó thành công rồi, bị có tăng quẩy không nổi, và đây thì không giúp được gì cả, mà đây đang biến màu máu chạy, và ở đây thì Gna đang farm một pha R thành công ở từ vị trí 3. Rồi từ anh em mua thuốc lắc rồi đã, ok 1000 mốt phép rồi. Bây giờ tay mình nó chỉ ăn mới một con rồng qua năm phép là cũng chưa được tăng nhiều lắm. Rồng thứ hai gần ra rồi, chuẩn bị đi ăn rồng thứ hai nè, chắc lên được nhà tầm 4 phép rồi nè. Hey, come in, ôm chùa nè anh em, watching this, what the, anh em thấy không, một W gần chết luôn, đó là chưa kích hoạt cái nội tại của cái thu thập linh hồn với nha anh em. Rồi tay bài nào hoàn luôn rồi, ok GG tất cả anh em, tạm biệt, là anh em lần sau, bye bye.